Ta nói ông trời ông nắng ghét mà kiểu không muốn ra đường luôn á. Không hiểu sao mấy em gài trời cũng còn nắng hoài à, không có giọt mưa nào hết trơn. Một ngày mưa được có một đám à, mà mưa chưa được 5 phút nữa là hết mưa rồi. Mới tờ mờ sáng 7-8 giờ mà trời ông nắng kiểu gì rồi nè. Rồi mọi người nghĩ sao khi mà tôi chạy xe cho tới 11-12 giờ trưa thì tới giấc đó mà tôi còn chạy xe ha, là nắng ba trận luôn. Kiểu như là ông nắng mình đậu đèn đỏ nên là ta nói nguyên combo cháy nắng luôn. Mọi người thấy em than vãi vậy thôi chứ không phải gán làm nha mọi người. Tại vì người ta thường nói có làm thì mới có ăn, mà không có làm thì thôi rồi luôn nhé. Từ lúc mà gắn cái ba ga bự này nè là chở hàng cục cục không luôn, chở cục hàng bự bằng kia này xong rồi là em về nhà luôn nè. Chở xong cái chiến đó rồi ta nói nó khỏe gì đâu luôn á. Vừa chạy xe chạy tới nhà là lúc nào em cũng không có quên làm dùng cái loại combo sữa rửa mặt đẹp trai của bên nhà Farmman này nè, gồm có một chai sữa rửa mặt với một chai tông nờ. Sữa rửa mặt mối biển chết làm sạch sâu, kiểm soát dầu, hỗ trợ ngăn ngừa mụn. Thì em sẽ rửa mặt trước xong rồi để cho khô, rồi mới dùng tới cái chai tông nờ này cấp ẩm đa tầng làm sạch sâu, giúp thu nhỏ lỗ chân lông. Ngày nào chạy xe ngoài nắng về là em cũng dùng hết trơn á, để giúp cho da mặt của em được đẹp nè, với lại không có nổi mụn. Như vậy á gái nó mới theo. Nói giỡn thôi chứ em xấu muốn xỉu luôn, gái nào mà theo. Rửa mặt xong xuôi hết trơn rồi các em ra em nấu ăn nha mọi người. Bữa nay là em sẽ nấu một cái nồi canh ngũ vị gồm có củ dền nè, củ cà rốt với lại đu đủ. Em sẽ nấu canh hầm với xương nha, ngon và bổ lắm mọi người ạ. Các em mới lục lục trong tủ còn được 3 con cá biển, các em đem ra em chiên xả ăn luôn. Bữa nay là có thời gian rảnh cho nên là mới nấu được canh thực ghiêu ăn cho nó dễ nuốt, chứ tuần ngày toàn lại ăn khô khan không à mọi người ơi. Bữa nay được một cái tô canh quá là ngon luôn, ta nói ăn nó đã. Không biết là bữa nay nhà của mọi người ăn cơm với gì ha, chứ còn em lại ăn cơm với cá chiên nè, với lại một tô canh ngũ vị. Canh thịt hầm mà mình nấu có củ dền đó mọi người là ăn bổ dữ lắm, nó ra cái nước hút rất là bổ nha mọi người. Còn phần thịt thì nấu cho nó lâu lâu một xíu cho thịt nó mềm ăn nó mới ngon. Còn mấy con cá biển thì mình chiên với xả ăn nó quá là thơm luôn. Giờ em tranh thủ ăn cơm cho xong nè, rồi còn đi nghỉ ngơi nữa. Bye bye tất cả mọi người nha.